Anh nghe Nam. Hệ thống kinh doanh chúng ta ngày càng thua lỗ, tiền thế chấp căn biệt thự của sếp chắc cũng không cứu vãn được tình hình nữa. Chắc em cũng xin nghỉ việc nha sếp. Sếp gán thu xếp công việc của mình hả? Nam. Mà thôi, em tạm biệt sếp nha. Có dịp em sẽ lên thăm sếp sau. Dạ, em tạm biệt sếp ạ. Dạ. Chúc sếp Nam. sức khỏe, chúc sếp sức khỏe. Nam. Nam. Anh nghe Nam. Alo sếp ơi, hệ thống kinh doanh chúng ta ngày càng thua lỗ. Đợt dịch vừa rồi lợi nhuận công ty không đủ để chi trả tiền thuê chủ mặt bằng á, nên là có nhiều chi nhánh phải đóng cửa. Tiền thế chấp căn biệt thự của sếp chắc cũng không cứu vãn được tình hình nữa. Công ty cũng hết tiền chi trả lương cho nhân viên nên là chắc em cũng xin nghỉ việc nha sếp. Sếp gán thu xếp công việc của mình hả? Nam. Giờ chú muốn bỏ công ty đi luôn sao? Dạ, mấy tháng nay em cũng chưa được lãnh lương á. Em biết sếp tốt với em nhưng mà em còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên là mà thôi, em tạm biệt sếp nha. Có dịp em sẽ lên thăm sếp sau. Dạ, em tạm biệt sếp ạ. Dạ. Chúc sếp Nam. sức khỏe, chúc sếp sức khỏe. Nam. Nam. Con thi được điểm 10, cô tặng kẹo cho con nè. Ba biết rồi. Ba bị sao vậy? Sao hôm nay ba buồn chút chi vậy? Không có gì đâu. Hôm nay công việc ba nhiều, ba hơi nhức đầu một tí. Ba ơi, sắp Tết rồi đó, ba nhớ ở nhà chiên chiếc Tết với con với mẹ nha. À, ba còn nhớ mua cái đầm đỏ cho con để con đi chúc Tết gia đình nữa. Ba nhớ rồi. Ba sẽ mua cho con cái đầm đỏ thiệt là đẹp. Và ở nhà trang trí Tết với hai mẹ con. Dạ, con cảm ơn ba. Con yêu ba. Bội gì đâu á, nhà cửa cũng không biết dọn dẹp phụ nữa. Mẹ ơi, ừ? cô giúp việc nhà mình đâu rồi mẹ? Cô xin về quê rồi con. Chứ bây giờ mà có cô đó thì mẹ cần thiết phải làm vậy. Mệt. Mun, lại đi phụ mẹ, dựng ghế cho mẹ đi, rồi quét ở trên đây. Dạ. Mẹ có sao không mẹ? Thôi mẹ, để ba về rồi làm. Cũng tại ba con đó, ở nhà có hai người mà cũng biết dọn dẹp phụ nhau nữa. Tối ngày ăn với nhậu mà sao giờ này ông còn chưa về nữa? Mấy bữa nay giờ ngày nào ông cũng về trễ hết trơn. Mà không hiểu trong đầu ông đang nghĩ gì nữa. Nợ nần chồng chất, nhà cửa không còn, làm sao tôi nói chuyện với hiện tại?
với gia đình. Ta không muốn gặp ai nữa. I've been thinking about my options. Every detail. Con thấy không? Cũng không thèm nghe điện thoại mẹ nữa nè. Mày là một kẻ thất bại. Mày nộp kiếm tiền nuôi vợ con.
Đến khi mày xa cơ, có ai bên cạnh mày? Ai? Ai đang ở đây? Không có ai cả. Bọn chúng chỉ biết đến tiền và sự chiêu chuộng. Nếu không có những thứ đó, mày chỉ là đồ rác rưởi. Mày đã đúng, tao là kẻ thất bại. Bây giờ không còn nhẹ, nợ nần chồng chất, tao không còn tiếc sống nữa. Tao là phần ác, mày là phần thiện. Tao ghét cái phần thiện yếu đuối rồi nhu nhược. Tao không vì mày chết trong cô đơn được. Tao phải lôi con bé theo. Nó phải chết cùng tao. Không được. Mày không được đụng tới con bé. Hãy để nó sống với mẹ. Mày không được làm như vậy. Mày không có quyền quyết định. Tao mới là người kiểm soát được mà. Hiểu chưa? Muôn ơi. Dạ. Mẹ vào được không con? Mẹ vào đây. Môn, mẹ thấy con ở nhà chơi có một mình à, nên hôm nay mẹ có những chị Ngọc về chơi với con. Có gì chị Ngọc chỉ con học ha. Chào em, chị tên là Thuy Ngọc. Em chào chị, em tên là Moon. Mẹ ơi, con rất muốn ở chung với chị. Để cho con ở chung với chị nha. Mẹ còn tưởng là con không chịu ở chung với ai nữa chứ. Ngọc, con lại chơi với em mua nha. Dạ. Bây giờ cô xuống dưới cô nấu đồ ăn, tí nữa hai đứa xuống ăn hả? Dạ. Chị ngồi đây nè. Ủa, chị nói chị đang làm hết nhiệm vụ ở trái đất, bây giờ chị phải lên cung trăng chứ. Nhưng mà cái sức mạnh tiềm ẩn trong em á, em chưa có biểu xoáy nó được, nên chị mới ở đây để huấn luyện em á. Chị nói em với nhỏ, hôm trước em thấy có cái bóng đen trong người ba em á, ghê lắm, em sợ lắm. Là do cơ thể của em đã có sức mạnh của phép thuật, sức mạnh nó tiềm ẩn trong em. Lúc em sợ hãi, em đã tập trung cao và đôi mắt, nên em mới có được năng lực nhìn thấy bóng đen đó. Lúc em bình thường, em sẽ không phát ra một năng lực gì hết. Phép thuật đó nằm trong suy nghĩ của em. Là em muốn gì, em hãy tập trung hết trí lực vào nó, thì em sẽ có được nó. Vậy á chị, vậy là em tập luyện để điều khiển được sức mạnh của em đúng không chị? Đúng rồi, sức mạnh của em á, nó tiềm ẩn vô biên. Em phải tập luyện để sử dụng nó và làm việc tốt. Còn sức mạnh của chị thì thua kém em rất nhiều. Chị chỉ có thể làm cho cái ly nó nhúc nhích, nhưng không thể làm cho nó di chuyển được. Nhưng mà em ráng tập luyện để em làm cho cái ly nó di chuyển thử xem. Dạ, để em thử. Không sao hết, cố lên, em làm được mà. Trời ơi, chắc em không làm được nữa đâu. Em phải từ từ, em phải tập trung hết cỡ vào đầu ngón tay và mắt.
Khi đó em cảm giác sức đã dồn hết vào đầu ngón tay và mắt, em hay nảy ra. Đồng thời em phải suy nghĩ là cái ly nó phải bể. Em làm thử đi. Dạ. Bộ giáp thì sao vậy? Làm sao để em lấy nó ra sử dụng? Thì cũng như vậy thôi. Em cứ suy nghĩ tới nó, là em rất cần nó, là nó sẽ xuất hiện và bảo vệ em á. Dạ em cảm ơn chị. Em sẽ luyện tập để điều khiển sức mạnh đó. Tao không muốn đi một mình. Tao muốn cả nhà theo tao. Để hỏi, nó là gia đình của mày. Mày im đi. Bởi vì gia đình nó muốn lôi cả nhà theo. Nhất là con nguồn, nó dám ngăn cản ta sẽ khiến cho đất ông nó chết. Để nó sẽ phải ra nhập tại gia đình bóng đá của tao. Mày hiểu không? Rồi em. Đi tao luôn. Hai đứa phụ mẹ đang dịp Tết nha. Dạ. Năm mới em có mong muốn gì không? Dạ em mong là gia đình mình sẽ hạnh phúc suốt đời và không bao giờ rời xa nhau. Ủa em chỉ có muốn như vậy hả? Ba đâu rồi? Ba hứa là Tết năm này ba trang trí Tết cùng mẹ con em. Với lại ba còn nói ba mua cái đầm đỏ thiệt đẹp để em đi chúc Tết gia đình nữa. Ba, ngày mai là ba biết Tết rồi đó ba. Ba có nhớ ba hứa gì không? Ông không bắn ba mày. Anh bị điên hả? Để không vậy? Tụi bay chỉ biết có tiền. Làm sao tụi bay biết được? Công ty là phá sản, ngôi nhà này là mất rồi. Hôm nay chết tại đây luôn. Không nói gì nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chết cho mình tạo còn ảnh hưởng thế giới để dù tôi nè tiền đồ gái đi mẹ chịu thôi nổi mẹ tôi con có ba mẹ làm sao mà con đi đâu được. Ba con không thể nào sống thiếu ba mẹ được. Anh làm cái gì vậy? Chú ba, con chạy đi. Ba cần chạy lên. Con chạy đi. Chạy đi.
Con bé. Nhưng mà bộ giá thì sao vậy? Làm sao để em lấy nó ra sử dụng? Thì cũng như vậy thôi. Em cứ suy nghĩ tới nó, là em rất cần nó, là nó sẽ xuất hiện và bảo vệ em á. Cô có sao không muốn? Dạ con không sao. Ba xin lỗi con. Hình như có một thế lực nào đó điều khiển tâm trí của ba. Dạ ba bị một thế lực hắc ám điều khiển, khiến ba bị ảo giác, điều khiển ba làm những việc không tốt. Con thấy cái bóng đó đã bay đi rồi. Ba xin lỗi con. Anh xin lỗi em. Kể từ hôm nay ba sẽ sống tốt, để không bị bất cứ một thế lực nào có thể điều khiển được ba. Em xin lỗi anh nha. Tại do em không tốt hiểu anh. Khi công ty anh có chuyện, em lại không hề hay biết. Anh nghe Nam ơi. Dạ alo sếp ơi. Dạ em có tin vui muốn báo cho sếp ạ. Dạ gần Tết những mặt hàng tồn kho bên công ty mình rất là hot. Hàng hóa thì Tết khan hiếm, cho nên chúng ta được các công ty khác mua lại với giá rất là cao. Sếp không cần phải lo về khoản nợ công ty nữa nha. Em sẽ gửi chi tiết qua cho sếp duyệt liền ạ. Thiệt không Nam? Đừng làm anh mừng nha. Dạ thiệt sếp. Anh biết rồi, em có ăn Tết vui vẻ chăng? Dạ em cảm ơn sếp nhiều, chúc mừng sếp năm mới vui vẻ ạ. Qua Tết mình gặp lại. Chuyện gì nha anh? Em ơi, mình được cứu rồi. Nè anh, làm trưởng phòng mới báo với anh, hàng của công ty mình bán được hết luôn. Công ty mình được cứu, nhà của mình không có phải bán nữa. Em ơi, mừng quá. Đó, thấy không? Em nói rồi mà, không có thế lực nào có thể phá vỡ được tình cảm gia đình chúng ta nếu như chúng ta không nghĩ. Anh hứa với em, năm nay sẽ cố gắng hơn nữa để không có thế lực nào có thể phá vỡ hạnh phúc của tụi mình được. Anh mừng lắm luôn á. Có chuyện gì nhà ba mẹ? Năm nay nhà mình ăn Tết lớn luôn nè. Ba ơi, nhớ mua cho con 10 cái đầm đỏ luôn nha. Mà mua cho con nữa mà. Nhất định luôn ha. Mẹ muốn cái gì ba mua cho luôn nè. Không sợ ông ơi. Hãy